Cô là cô Nguyên. Hôm nay cô Nguyên sẽ kể cho các con nghe câu chuyện thỏ ngoan. Các con hãy cùng lắng nghe xem bạn thỏ trong câu chuyện như thế nào mà được khen là thỏ ngoan nha các con. Bác gấu đang đi trong rừng thì trời bỗng mưa to. Bác gấu ướt hết. Bác gấu đi đến nhà cáo, gõ cửa cốc cốc và gọi: cáo ơi, bác ướt hết rồi, bác vào nhà với. Cáo không muốn cho bác gấu vào nhà nên không mở cửa. Nó bảo không vào được đâu, bác vào thì làm đổ nhà của cháu mất. Bác gấu lại phải ra đi, trời vẫn đổ mưa ào ào. Bác gấu đi đến nhà thỏ, gõ cửa cốc 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 và gọi: cháu thỏ ơi, cháu thỏ ơi, bác ướt hết rồi, cho bác vào nhà với. Thỏ vội chạy ra mở cửa, giắt tay mời bác gấu vào nhà. Thỏ đốt lửa cho bác gấu sưởi, lửa cháy bập bùng ấm áp quá. Một lúc sau, khi đã sưởi khô người, bác gấu nói: thỏ ngoan quá, bác cảm ơn cháu. Nguyên đến đây là hết rồi đó các con. Nội dung câu chuyện của cô Nguyên nói về bác gấu đang đi trong rừng thì gặp một trận mưa to. Bác gấu đi tìm chỗ trú nhưng đến nhà cáo thì cáo không cho bác gấu vào nhà. Bác gấu lại phải đi trong trời đang mưa đó các con. Bác gấu đi đến nhà thỏ thì thỏ đã lễ phép mời bác gấu vào nhà và đốt lửa cho bác gấu sưởi. Các con thấy bạn thỏ trong chuyện có ngoan không nè? Hôm nay cô Nguyên sẽ kể cho các con nghe câu chuyện thỏ ngoan. Các con hãy cùng lắng nghe xem bạn thỏ trong câu chuyện như thế nào mà được khen là thỏ ngoan nha các con. Bác gấu đang đi trong rừng thì trời đổ mưa to. Bác gấu ướt hết. Bác gấu đi đến nhà cáo, gõ cửa cốc cốc và gọi: cáo ơi, cáo ơi, bác ướt hết rồi, cho bác vào nhà với. Cáo không muốn cho bác gấu vào nhà nên không mở cửa. Nó bảo không vào được đâu, bác vào thì làm đổ nhà của cháu mất. Bác gấu lại phải ra đi, trời bỗng đổ mưa ào ào. Bác gấu đi đến nhà thỏ, gõ cửa cốc 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 và gọi: thỏ ơi, bác ướt hết rồi, cho bác vào nhà với. Thỏ vội chạy ra mở cửa, giắt tay mời bác gấu vào nhà. Thỏ đốt lửa cho bác gấu sưởi, lửa cháy bập bùng ấm áp quá. Một lúc sau, khi đã sưởi khô người, bác gấu nói: thỏ ngoan quá, bác cảm ơn cháu. Con ơi, trong câu chuyện của cô Nguyên vừa kể có tên là gì vậy các con? Đó là câu chuyện thỏ ngoan. Vậy trong câu chuyện có mấy nhân vật vậy các con? Trong câu chuyện có bác gấu nè, bạn cáo nè, bạn thỏ nè. Vậy thì các con hãy cho cô biết là bác ai đang đi trong rừng và gặp trận mưa to vậy các con? Đó chính là bác gấu. Vậy thì ai đã không mở cửa cho bác gấu vào nhà trú mưa vậy các con? Đó có phải là bạn cáo không? Vậy thì ai đã lễ phép mời bác gấu vào nhà và đốt lửa cho bác gấu sưởi vậy? Đó chính là bạn thỏ đó các bạn. Các con có thấy bạn thỏ trong câu chuyện của cô có ngoan không nè? Qua câu chuyện thì cô Nguyên muốn các con là hãy như bạn thỏ nha. Chúng ta phải biết giúp đỡ bạn bè, những người xung quanh chúng ta khi họ gặp khó khăn. Nếu những việc đó khó quá, chúng ta có thể nhờ người lớn, anh chị, ông bà, cha mẹ chúng ta tới giúp nha các con. Câu chuyện của cô Nguyên đến đây là hết rồi. Cô xin chào tạm biệt các con.